Xin chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc Từ Sơn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về bệnh viêm phế quản ở trên chó. Bệnh viêm phế quản là một bệnh lý ở đường hô hấp, là cái hiện tượng viêm ở các đường dẫn khí gây ra hiện tượng khó thở, khò khè, chó ho khan và khó chịu, có thể bỏ ăn hoặc là sốt. Thì đây là một bạn cún bị viêm phế quản này, đã được điều trị khoảng 2 ngày. Lúc đầu là sẽ rất là mệt mỏi. Cái bệnh lý đường viêm phế quản thì nó thường hay gặp ở chó nhỏ dưới 1 năm tuổi hoặc là chắc chó già, cái sức đề kháng nó kém, chưa được tiêm phòng thì hay bị. Viêm phế quản nó có 3 cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do virus, một là virus KV hay là virus ho cũi chó. Hai cái virus này thì nó rất là nguy hiểm và tỷ lệ chết rất là cao, khó điều trị khỏi. Còn trường hợp thứ hai đấy là viêm hô hấp do nhiễm khuẩn, thì có thể nhiễm khuẩn đường do các loại vi khuẩn gây ra viêm hô hấp, có rất nhiều loại vi khuẩn gây ra viêm hô hấp. Và trường hợp thứ ba là do các loại ký sinh trùng, có rất nhiều loại giun ký sinh ở tim và ở phổi gây ra hiện tượng ho ở chó. Thì cách điều trị như thế nào? Thì chúng ta với những trường hợp nhẹ như mới chỉ hắt hơi, sổ mũi ban đầu ấy, thì mình có thể cho bạn ấy ra hiệu thuốc thú y lấy thuốc về uống liên tục khoảng 3 đến 5 ngày. Tức là trường hợp vẫn ăn uống tốt mà chỉ ho hắt hơi sổ mũi thông thường. Còn với những trường hợp mà đã ho nặng, ho có đờm, ho dai dẳng và ăn kém thì các bạn nên đưa đi thú y để khám. Mình không đưa hướng dẫn thuốc cái trường hợp này bởi vì là tùy bác sĩ phải chẩn đoán xem nó đã viêm phổi hay chưa thì mình cho kê thuốc phù hợp, chứ không thể tùy tiện kê thuốc ở trường hợp này được. Ở cái video này mình chủ yếu các bạn đấy là hướng dẫn cách phòng. Với cái bệnh viêm phế quản này, việc chăm sóc rất là quan trọng. Bạn nên tiêm phòng vaccine đầy đủ. Trong vaccine 5 bệnh hoặc 7 bệnh đã có phòng bệnh ho cũi chó và bệnh Kare ở trên chó rồi. Nên là mình nên tiêm vaccine đầy đủ định kỳ. Thứ hai là tẩy giun sán định kỳ. Nên tẩy thêm cả giun tim. Rất các bạn thường chủ quan không để ý đến cái tẩy giun tim, nhưng cái giun tim là một bệnh lý rất nguy hiểm. Hôm nào mình sẽ chia sẻ với các bạn ở một video riêng. Đấy là tiêm phòng. Còn thứ hai đấy là về chăm sóc thì với những cái dòng chó nhỏ này, cái nơi ở của các bạn ấy nên thoáng mát, không nóng quá và cũng không lạnh quá. Khi mà cái thời tiết mùa hè, mình nên cắt bớt lông đi để cho chó nó dễ chịu mát hơn, cảm giác không bị nóng quá. Thứ hai là khi tắm xong thì mình không được để nó tự khô mà cần phải lau khô và sấy khô cho cún. Thứ tư đấy là chế độ ăn uống, thì ăn uống những đồ dễ tiêu, đồ mát, không ăn đồ lạnh quá, không ăn đồ để vừa tủ lạnh vừa vứt ra, và tránh hiện tượng đi ngoài ở chú. Và một cái đặc điểm nữa đấy là những cái dòng chó nhỏ như thế này này, fox sóc hoặc là fox hill ấy, khi mà bị viêm phế quản nó rất dễ dẫn đến hiện tượng viêm phế quản mãn tính, do cái đặc tính là cái đường hô hấp, đường dẫn khí quản của nó rất là hẹp. Thế nên là khi mà cái giai đoạn bị viêm phế quản hoặc là bị hen phế quản mãn tính là mình không nên cho các bạn vận động, chạy nhảy nhiều, vui đùa một lúc quá nhiều, nó dẫn đến là tăng cái nhịp hô hấp, tăng cái tần số thở, nó làm cho con vật đấy là không thở kịp, không lấy oxy kịp, có thể dẫn đến đột tử, rất là nguy hiểm. Trên đây là một số chia sẻ của mình về bệnh viêm phế quản ở chó. Hy vọng là những chia sẻ này có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua fanpage Bệnh viện Thú y Kinh Bắc Từ Sơn. Chúng mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.